Rồi, xin chào tất cả các anh chị. Hiện nay em đang ở xóm 4 Thanh Dương, Nghệ An. Em đang ở nhà anh Thắng ạ, để xử lý nguồn nước giếng khoan cho nhà anh Thắng. Đây là em vừa lắp đặt xong cái bồn lọc cho nhà anh Thắng. Hôm qua sau khi khảo sát cái nguồn nước qua cái địa hình của nhà anh Thắng á, thì em nhận ra có những vấn đề sau. Thứ nhất là nguồn này, nước nhà anh Thắng là một nguồn nước giếng khoan ở độ sâu 40m. Nhưng mà trong quá trình sử dụng thì có các hiện tượng. Thứ nhất là các cái vết hoen ổ nó bám ở các cái dụng cụ chứa nước như là bồn inox hay là các cái bệt vệ sinh nó bị bã vàng một lớp. Thì sau khi nhận định nguồn nước của anh Thắng là nguồn nước bị giếng khoan bị nhiễm phen sắt, thì bên em đã thiết kế cái bồn lọc để xử lý nguồn nước giếng cho anh. Và đây là sau hôm nay là bên em vừa lắp đặt kỹ thuật vừa lắp đặt xong cái bồn lọc xử lý nguồn nước cho nhà anh Thắng. Thì em sẽ quay cái mô hình bên em vừa lắp đặt cho nhà anh Thắng để mọi người ở khu vực Thanh Chương có thể tham khảo cái cách bồn lọc bên em. Sau khi khảo sát thì nhà anh Thắng là có bơm từ giếng khoan lên một cái bồn inox ở trên độ cao như thế này. Đó. Và đây là cái bồn nước mà anh Thắng hiện trước khi lắp đặt thì anh Thắng sẽ bơm thẳng lên cái bồn inox này. Vậy thì sau khi tham khảo địa hình của nhà anh Thắng thì bên em nhận thấy có một cái bồn, cái thùng này là thùng chứa anh để không. Và nguồn nước của nhà anh Thắng là một nguồn nước giếng khoan bị nhiễm phen sắt, nên bên em thiết kế cái hệ thống bồn lắng. Khi bơm trừ nước từ giếng lên cái bồn lắng 220 lít này thì nước sẽ chảy xuống cái bồn lọc 220 lít. Đấy ạ, đây là bồn lọc ạ. Do là nguồn nước nhiễm phen sắt nên là bên em đang tư vấn cái hệ thống của nhà anh Thắng là có một bồn lắng, bồn phản ứng và một bồn lọc 220 lít. Tại sao phải làm bồn phản ứng này? Bồn phản ứng hay còn gọi là bồn lắng là làm cho cái quá trình sắt oxy hóa nhanh hơn, thì là hỗ trợ quá trình lọc hiệu quả hơn rất nhiều ạ. Đấy, đối với những nguồn nước nhiễm phen sắt phen nặng như nhà anh Thắng á, khi gặp nước che nó sẽ chuyển sang màu đen á, thì bên em bắt buộc phải thiết kế hệ thống bồn lắng thì nó mới phát huy được hiệu quả. Và đây là bồn lọc 220 lít, bên em đổ đầy các cái lớp vật liệu vào. Trong cái bồn lọc 220 lít này thì sẽ có 5 lớp vật liệu ạ. Nó sẽ đầy từ dưới lên trên, có 5 lớp vật liệu để xử lý toàn bộ các cái tạp chất kim loại nặng có trong nước như là sắt, mangan. Làm trong nước mất mùi. Đấy là hệ bồn lọc. Trong cái bồn lọc 220 lít thì có một cái đặc điểm nổi bật nhất, đó là bên em thiết kế được cái hệ thống sục rửa ngược. Đấy là hệ thống vãn khóa sục rửa ngược để anh chị làm sạch vật liệu một cách dễ dàng, không tốn nhiều thời gian công sức. Để khắc phục cái tình trạng bể lọc truyền thống ngày xưa, chúng ta phải thay cát rất là vất vả. Đấy. Đó. Và bồn lọc này rất là không tốn nhiều diện tích. Đấy. Và sau khi lọc xong thì nước sẽ chảy vào cái bể xi măng tận dụng. Cái bể này lúc trước anh Thắng không làm gì cả. Nước sau khi lọc trong như thế này anh chị. Có nghĩa là cái bể này là bể xi măng này do anh Thắng không sử dụng làm gì, thì bên em sẽ cho nước sau khi lọc sẽ vào bể này và sử dụng cái máy bơm sẽ đẩy lên cái bồn inox trên của anh. Đấy, đấy là cái toàn bộ cái hệ thống mà bên em đang lắp đặt cho anh Thắng. Thì nếu như các anh chị có nguồn nước giếng khoan, nếu như là thứ nhất là anh chị chưa biết là nguồn nước đang nhiễm tạp chất gì, thứ hai là vật liệu hệ thống như thế nào sẽ phù hợp vừa hiệu quả nhưng lại tiết kiệm, hay là chỗ lắp đặt nào có uy tín, thì là thứ nhất là bên lọc nước Thanh Thủy sẽ khi đến trực tiếp xử lý một cái hệ thống lọc nước nào hay là lắp đặt một cái hệ thống lọc nước nào, bên em có 3 giai đoạn. Thứ nhất đó là đến tận nhà trực tiếp để khảo sát. Thứ nhất là khảo sát cái nguồn nước của anh chị đang nhiễm tạp chất gì. Nếu nhiễm tạp chất sắt kim phen thì nó bị đồ nặng hay nhẹ thế nào. Để từ đó để nhận định được ra nguồn nước đó thì sẽ sử dụng những vật liệu gì, hệ thống như thế nào sẽ hiệu quả. Thứ hai nữa là sẽ xem xét cái địa hình của nhà anh chị. Khảo sát cái địa hình của nhà anh chị sẽ làm thế nào để tận dụng cái địa hình của nhà anh chị một cách triệt để nhất, tiết kiệm nhất, giúp anh chị tối ưu cái chi phí để khi lắp đặt cái hệ thống lọc. Cái thứ ba là nhẹ, bên em sẽ phụ thuộc vào công suất sử dụng sinh hoạt của nhà anh chị để thiết kế cái bồn lọc phù hợp. Cái ba giai đoạn đó thì bên em sẽ mới thiết kế lên, mới tư vấn cho anh chị một cái hệ thống lọc phù hợp với nguồn nước nhà anh chị, với địa hình nhà anh chị và với điều kiện kinh tế của nhà anh chị, để có anh chị có một cái nguồn nước sạch với trong cái điều kiện của cho phép của mình. Vậy thì nếu như nhà anh chị đang có nguồn nước giếng khoan, đang cần tư vấn, đang cần khảo sát, thì mọi người hãy nhận liên hệ đến em. Mọi người gọi điện hoặc là nhắn tin em có thể tư vấn, hoặc là nếu anh chị có nhu cầu bên lắp đặt thì bên em sẽ đến khảo sát cái địa hình, giúp anh chị thiết kế cái bồn lọc phù hợp nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở video tiếp theo.